Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự cấp huyện ngày 11 tháng 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình có những tin chính sau đây. Vĩnh Tường tuyên truyền luật bảo vệ môi trường. Tam Xuyên tập huấn nâng cao năng lực về bình đẳng giới. Ban chỉ huy quân sự huyện Sông Lô với cuộc vận động sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 10 tháng 12, Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường tổ chức hội nghị tuyên truyền luật bảo vệ môi trường năm 2014, trao đổi nâng cao nhận thức và ứng xử thân thiện với môi trường cho thủ trưởng các phòng ban thuộc Ủy ban Nhân dân huyện và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, cán bộ môi trường 29 xã thị trấn trên địa bàn. Luật bảo vệ môi trường sửa đổi được Quốc hội khóa 13 kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 2014, gồm 20 chương, 170 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2015. Điểm nổi bật cơ bản của luật năm 2014 là đã xây dựng mới về nội dung về quy hoạch bảo vệ môi trường, quy định cụ thể hơn về nội dung cần phải có của báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, bổ sung quy định về cam kết bảo vệ môi trường. Luật quy định bổ sung và cụ thể về trách nhiệm của các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tại các làng nghề, các điều kiện về bảo vệ môi trường tại các làng nghề, trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh đối với bảo vệ môi trường làng nghề. Cũng tại hội nghị, các đại biểu còn trao đổi, thảo luận những nội dung nâng cao nhận thức và ứng xử thân thiện với môi trường, những quan điểm và nội dung giáo dục về đạo đức môi trường cần phải nâng cao nhận thức cho tất cả mọi người về thiên nhiên. Ngay sau hội nghị này, Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu các ngành chuyên môn, các xã thị trấn triển khai thực hiện các nhiệm vụ quan trọng để đưa luật bảo vệ môi trường 2014 vào cuộc sống. Sở Lao động Thương binh và Xã hội vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Tam Dương tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực về bình đẳng giới cho gần 300 học viên là cán bộ Lao động Thương binh và Xã hội các xã thị trấn, trưởng thôn và chi hội trưởng phụ nữ thôn trên địa bàn huyện Tam Dương. Dự lớp tập huấn có lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, lãnh đạo huyện Tam Dương. Các học viên được phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, quản lý của Nhà nước về bình đẳng giới, hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ của địa phương, xây dựng kế hoạch hoạt động và vận động nguồn lực triển khai thực hiện nhiệm vụ bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ của các ban, đoàn thể, các xã thị trấn. Kỹ năng triển khai công tác bình đẳng giới, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, đẩy lùi tư tưởng định kiến giới, kỹ năng truyền thông và các kỹ năng khác. Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho các học viên nắm bắt đầy đủ chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ và các kỹ năng trong thực hiện bình đẳng giới. Trên cơ sở đó, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 25 năm ngày Quốc phòng toàn dân và 65 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang tỉnh. Sáng ngày 10 tháng 12, Hội Cựu chiến binh huyện Lập Thạch phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã Đồng Ích tổ chức lễ khánh thành nhà nghĩa tình đồng đội cho gia đình cựu chiến binh Nguyễn Quyết Thắng ở thôn Viên Luận, xã Đồng Ích. Cựu chiến binh Nguyễn Quyết Thắng có hoàn cảnh khó khăn, một mình cảnh gà trống nuôi hai con. Gia đình không có khả năng để xây nhà mới. Hội Cựu chiến binh huyện đã tổ chức vận động các ban ngành đoàn thể và trích 30 triệu đồng từ quỹ nghĩa tình đồng đội hỗ trợ cho cựu chiến binh Nguyễn Quyết Thắng xây nhà. Ngôi nhà có tổng kinh phí xây dựng là 150 triệu đồng với diện tích 60 m². Sau 3 tháng thi công, đến nay ngôi nhà đã cơ bản hoàn thành. Có được ngôi nhà mới sẽ là một động lực cho cựu chiến binh Nguyễn Quyết Thắng vươn lên phát triển kinh tế và tham gia vào các hoạt động của tổ chức hội. Hội Cựu chiến binh huyện Sông Lô cũng vừa tổ chức lễ khánh thành bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội cho cựu chiến binh Nguyễn Đình Hạnh, thôn Làng Đồng, xã Quang Yên, hội viên cựu chiến binh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật. Ngôi nhà được xây dựng khang trang trên diện tích gần 60 m², tổng kinh phí 120 triệu đồng. Sau 5 tháng khởi công xây dựng ngôi nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Trong đó, Hội Cựu chiến binh huyện Sông Lô hỗ trợ 30 triệu đồng từ nguồn quỹ nghĩa tình đồng đội. Xây dựng và trao tặng nhà nghĩa tình cho các gia đình chính sách là một nghĩa cử cao đẹp, tiếp nối truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
hướng đến kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 25 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sông Lô phát động đợt thi đua sâu rộng, trong đó có chỉ tiêu thi đua sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Đây là dịp để mỗi tập thể cá nhân trong lực lượng vũ trang huyện phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, thể hiện lòng yêu nước nhằm kế thừa sự nghiệp cha ông, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, an ninh quốc phòng trên địa bàn. Ban Chỉ huy Quân sự huyện xác định nội dung đợt thi đua tập trung vào 4 nội dung chính: xây dựng ý chí trách nhiệm cao nhất, thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất, dân chủ, đoàn kết tốt, chấp hành kỷ luật nghiêm nhất, tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa đạt hiệu quả cao, xuyên suốt trong 70 ngày cao điểm. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, đặc biệt là cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, với tinh thần mỗi người, mỗi ngày là một việc tốt. Tham gia hội thi tìm hiểu truyền thống 70 năm Quân đội Nhân dân Việt Nam xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, 25 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Trong năm, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sông Đô đã hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch, hoàn thành tốt công tác giao quân với 160 thanh niên lên đường nhập ngũ, công tác huấn luyện dân quân tự vệ cho các đối tượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Qua kiểm tra đánh giá chất lượng công tác huấn luyện đạt kết quả tốt, lực lượng dân quân tự vệ đạt loại khá. Cùng với đó, đơn vị cũng tham gia chỉ đạo diễn tập chiến đấu trị an tại xã Tân Lập, Đôn Nhân, xã Đồng Quế với kết quả đều đạt xuất sắc. Đặc biệt, hoàn thành xuất sắc của diễn tập khu vực phòng thủ huyện Sông Đô năm 2014, tổ chức lớp đối tượng 3 cho 52 học viên. Bên cạnh đó, thực hiện phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể địa phương và lực lượng cán bộ, chiến sĩ, đã tham gia trên 2.100 ngày công, tu sửa nạo vét 16 km kênh mương nội đồng, tu sửa làm mới 198 km² đường giao thông nông thôn trị giá 40 triệu đồng. Đồng thời phối hợp cùng địa phương thực hiện có hiệu quả công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng ở địa phương, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội, đồng thời là lực lượng nòng cốt đi đầu trong phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, cứu hộ cứu nạn, giúp nhân dân hạn chế những thiệt hại do thiên tai bão lũ gây ra. Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tham gia thực hiện công tác dân vận với trách nhiệm chính trị cao và tình cảm tin yêu gắn bó máu thịt với nhân dân, góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết quân dân, giữ gìn và phát huy phẩm chất cao quý bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất cho người có công cũng luôn được chú trọng. Đây cũng là một trong 4 nội dung thi đua. Đơn vị đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 120 lượt người thuộc đối tượng chính sách, người có công và người nghèo, thường xuyên tổ chức gặp mặt tọa đàm và đi thăm hỏi tặng quà các đối tượng chính sách vào các dịp lễ Tết. Đặc biệt, năm 2014, Ban Chỉ huy Quân sự đã hỗ trợ kinh phí xây dựng và bàn giao 2 nhà tình nghĩa cho các đối tượng thương binh trên địa bàn. Qua đợt thi đua, chúng tôi thấy rằng 100% cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện đã yên tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, gắn bó. Lực lượng cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sông Lô đang tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc, nhân dân. Ý chí cách mạng tiến công, tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, để sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Qua đó góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, bảo vệ vững chắc nền an ninh quốc phòng địa phương. Trùng tin về các hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày thành lập đô thị Vĩnh Yên và đón nhận đô thị loại 2 của các xã phường trên địa bàn thành phố sẽ tiếp nối chương trình. Những hình ảnh này cũng sẽ khép lại chương trình thời sự cấp huyện hôm nay. Ủy ban nhân dân phường Liên Bảo đã tổ chức đêm giao lưu văn nghệ với sự tham dự của 17 tổ dân phố. 29 tiết mục đặc sắc được đầu tư về trang phục, được dàn dựng công phu, thể hiện sự quan tâm đầu tư của cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như các tổ dân phố trong phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng. Đây cũng là cơ sở để phường Liên Bảo thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Là hoạt động văn hóa có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương đất nước cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, góp phần xây dựng phường Liên Bảo nói riêng, thành phố Vĩnh Yên nói chung ngày càng văn minh, giàu đẹp. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Vĩnh Yên đã tổ chức khai mạc giải vô địch bóng bàn thành phố Vĩnh Yên năm 2014.
Tham dự giải có 12 đoàn với hơn 80 vận động viên đến từ các đơn vị, xã phường trên toàn địa bàn. Các vận động viên được thi đấu với 4 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam và đôi nam nữ. Các trận tranh tài diễn ra tại nhà thi đấu thể thao cơ quan Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên. Giải đấu sẽ được diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 12. Chương trình Thời sự cấp huyện của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.